Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới thì xoay quanh cái câu chuyện của Hồ Văn Cường nha mọi người. Thì sau khi có ca sĩ Phi Nhung qua đời thì đến hiện tại bây giờ những thông tin về Hồ Văn Cường đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Thì có rất là nhiều người nói rằng là Hồ Văn Cường đang bị giam lỏng, đang bị áp bức bóc lột ở trong nhà của ca sĩ Phi Nhung. Từ khi có ca sĩ Phi Nhung qua đời thì không được đi ra khỏi nhà và bây giờ đuổi họ là không biết họ đi về đâu. Khi căn nhà dưới quê thì lụp xà lụp sụp và ở trên thành phố thì nhà của ca sĩ Phi Nhung thì bị chính quản lý cũng như ekip của ca sĩ Phi Nhung dàn ép bóc lột này kia. Thì mới đây Lực Tàng cũng vừa mới cập nhật được một cái thông tin cực kỳ vui cho Hồ Văn Cường. Thì chắc hẳn mai mốt Hồ Văn Cường sẽ được rất là nhiều người hỗ trợ đây. Hiện tại bây giờ thì không biết như thế nào, nhưng mà có ca sĩ Phi Nhung qua đời thì có rất là nhiều người đã đứng lên tranh giành Hồ Văn Cường. Ở đây chúng ta phải nói đến cái từ tranh giành nha mọi người. Họ đang ra những cái giá cực kỳ hot, cực kỳ gọi như là đạt tiêu chuẩn để có thể sở hữu được Hồ Văn Cường. Thì trong số đó thì mọi người cũng có thể thấy trước đó là có những cái đại gia hô hào đâu là 1 năm 2 tỷ và hợp đồng 5 năm rồi những cái người mà liên quan người ta cũng đã lên tiếng và cho ở nhà thuê này nọ, đúng không ạ? Rồi đưa về cưu mang, nói không có Phi Nhung thì có tụi tôi sẽ lo lắng từ A đến Z, không cần phải làm gì, chỉ về ăn ở tôi nuôi cho trọn đời này kia. Đó là những lời hứa hẹn như thế là mật ngọt nha mọi người. Nhưng mà câu ông bà xưa người ta thường nói là mật ngọt chết ruồi nha mọi người. Rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì không biết được rằng là trong cái thời điểm mà cô ca sĩ Phi Nhung đang sống, chị ấy phải vất vả, bươn chải, lao động, kể cả việc đi hát, chạy show, cho đến chị ấy mở nhà hàng chay, chị ấy lo toan cho những đứa nhỏ và cực kỳ thiếu thốn. Mọi người nên nhớ rằng là nếu như chị ấy không lanh lẹ hoạt bát, không có cái tình yêu thương người thì chị ấy sẽ không thể làm được. Tại vì chị ấy là một người nuôi 23 người con nuôi, 24 người con, chứ không phải là đơn giản đâu mọi người ạ. Không phải là 1-2 đứa như chúng ta nghĩ, 24 người con nuôi đang trong cái tuổi ăn tuổi lớn. Thì mọi người nên nhớ rằng là biết bao nhiêu công sức và biết bao nhiêu lo toan để gọi như là giúp cho tụi nó trở thành người. Và điển hình hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều đứa cũng đã thành người, thành danh. Đó, như con bé Thiên Ngân hay con Kình Trang hay là Hồ Văn Cường, đúng không ạ? Những người đã thành đạt, đậu đại học và chuẩn bị bước vào cái cuộc đời của mình là tương lai rộng mở phía trước. Thì biết bao nhiêu cái gian khổ khó khăn như vậy mà tại sao những cái người mà được cho rằng là yêu thương Hồ Văn Cường trong thời điểm hiện tại bây giờ đó đứng lên để tranh giành và giành giật, mong muốn cho nó cái cuộc sống tốt đẹp đó, thì trước đó tại sao không hỗ trợ và trợ giúp với chị Phi Nhung đi, đúng mọi người? Tại vì sao như vậy? Tại vì sao lúc đó không đứng lên để phụ cấp những cái vấn đề liên quan để nuôi dưỡng giúp cho với chị Phi Nhung đi? Yêu thương người lắm mà. Mà thấy chị ấy khổ cực như vậy, rồi có người mà nói rằng chị Phi Nhung đi hát thì phải xin tiền về nuôi con, thì đúng thôi, đúng không ạ? Thiếu thì phải xin. Tại sao lúc đó mấy người không giúp, mấy người không lên tiếng cho tụi nó cái biệt thự hay cái villa, hay là cho tụi nó một cái hợp đồng này kia đi? Mà tại vì sao khi chị Phi Nhung qua đời rồi thì mấy người mới lên tiếng, đúng không ạ? Ở đây có phải là đang thấy cái miếng mồi quá ngon không, lao vô để gọi vậy như là kiếm ăn không, hay là như thế nào? Đúng, thực sự là như vậy, đúng mọi người. Đó, lúc người ta đang sống đó, người ta khổ cực, người ta nuôi nấng như vậy thì không hỗ trợ, không trợ giúp, đến khi người ta nằm xuống rồi thì bao nhiêu công sức của người ta đã gầy dựng lên, bây giờ muốn nhảy vô để ăn cái công sức của chị Phi Nhung à, hay như thế nào? Không, người ta đào tạo ra một con người có để được cho tất cả mọi người yêu thương đó, là cũng phải do chính cái người dạy bảo dạy dỗ, đúng không? Cha mẹ nó là một phần, nhưng chị Phi Nhung, từ khi mà Hồ Văn Cường đến ở với chị Phi Nhung là Hồ Văn Cường được cộng đồng mạng xã hội người ta biết đến, đúng không ạ? Trước khi ở với chị Phi Nhung là ở với cha mẹ, là một thằng thôn quê chấm chất thôi, lên được từ cái giọng hát thôi, nhưng không có người hỗ trợ thì không thể nào mà phát triển được. Nhưng đến với chị Phi Nhung thì khác ạ. Đến với chị Phi Nhung thì mọi người cũng có thể thấy rằng là nó là nổi tiếng, đúng không ạ? Bao nhiêu người biết đến, người hâm mộ trong và ngoài nước luôn, kể cả đi nước ngoài, cho đi lưu diễn đồ này kia. Thì như vậy chúng ta biết được điều một rằng chị Phi Nhung công lao rất là lớn, gây dựng lên để tạo thành Hồ Văn Cường hiện tại bây giờ. Mà cái miếng mồi mà những cái nhóm người đó đang nhắm vào đó là Hồ Văn Cường đó, thì nên nghĩ rằng là tại vì sao có cái miếng mồi như vậy? Tại vì chị Phi Nhung, đúng không ạ? Chị Phi Nhung đã tạo dựng ra cái miếng mồi ngon như vậy để khi chị ấy mất rồi thì mấy người mới nhảy vô, mấy người muốn tranh giành để giành giật. Tôi không biết được là mấy người có suy nghĩ như thế nào. Yêu thương gì người con người ta, yêu thương thì phải yêu thương trước đó rồi. Cái lúc mà nó gặp gian nguy nguy hiểm thì đã lao vô rồi, đúng không? Để trợ giúp rồi. Chứ đến khi mà nó cù vơ cù vấp, đúng không ạ? Rồi cái người hỗ trợ nó
đã qua đời thì bắt đầu là nhảy vô. Thì như vậy có phải là lợi dụng cơ hội không? Đúng không mọi người? Ở đây là phải nói đến lợi dụng cơ hội. À, rồi, có rất là nhiều người trách móc Hồ Văn Cường về đó làm kiếm tiền để nuôi để ca sĩ Phi Nhung trục lợi. Thì tôi nói với tất cả mọi người như thế này: một người cha, một người mẹ nuôi nấng một đứa nhỏ, kể cả những đứa con nuôi đi chẳng hạn, con nuôi hay con ruột, tôi cũng bàn trong cái câu chuyện này luôn. Ấy, một người cha, một người mẹ bỏ công sức ra, bỏ tiền bạc ra, bỏ biết bao nhiêu ngày tháng để chăm lo cho tụi nó, đến khi mong cho tụi nó đến khi lớn lên nó sẽ thành tài và thành người. Thì như vậy trong câu chuyện này, Hồ Văn Cường được chính chị Phi Nhung nuôi dưỡng, đúng không ạ? Và mong muốn của chị Phi Nhung cũng giống như bao người cha, người mẹ khác, là mẹ ruột, cha ruột của Hồ Văn Cường, là mong muốn cho Hồ Văn Cường cái tương lai của nó sẽ sáng rạng, sẽ kiếm được tiền này kia để nuôi sống chính bản thân và gia đình, ấy, hỗ trợ thêm với gia đình. Thì như vậy đến khi Hồ Văn Cường được chị Phi Nhung nuôi nấng, rồi đến khi nó kiếm được tiền ra, thì như vậy tất cả mọi người cũng vui không ạ? Chắc cú là gia đình và người thân, cha mẹ ai nấy cũng đều vui và hớn hở, háo hức chờ đợi những cái ngày tháng như vậy, ấy, mong cho con em của mình cái tương lai nó càng ngày càng sáng lạng và kiếm thêm được nhiều tiền nữa, đúng không ạ? Để hỗ trợ, trợ giúp cho chính bản thân mình và hỗ trợ thêm với gia đình, đúng không ạ? Ai nuôi mình mà mình có cái đó, ai tạo dựng ra cho mình để mình kiếm được tiền, thì chính là những cái người thân ruột ra. Đặc biệt là trong câu chuyện này thì đó chính là chị Phi Nhung. Thì Hồ Văn Cường khi mà nó đi hát, nó kiếm được tiền thì về thì sẽ phụ giúp với chị Phi Nhung là cái chuyện bình thường. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải nghĩ một điều như thế này: chị Phi Nhung khi Hồ Văn Cường kiếm được tiền, chị Phi Nhung không có lấy tiền của Hồ Văn Cường, được chưa? Ấy, rất là nhiều những cái bậc cha mẹ khi con cái thành đạt kiếm được tiền thì cha mẹ cũng có cái tiếng thơm lây, cũng sẽ được hưởng sái lây. Khi con cái nó làm ra tiền thì cha mẹ sẽ có được cái sự hỗ trợ, đúng không ạ? Nhưng chị Phi Nhung thì không. Chị Phi Nhung không cần đến số tiền của Hồ Văn Cường. Chị Phi Nhung chỉ cần Cường là phát huy được hết công dụng và trở thành một người tốt thôi, một người nổi tiếng thôi. Ấy, còn tiền Hồ Văn Cường làm được bao nhiêu thì bỏ hết vào tài khoản, và do chính quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung giữ. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì Cường nhận được rồi đó, đúng không ạ? Thì như vậy tất cả mọi người trách chị Phi Nhung là lợi dụng bằng Hồ Văn Cường kiếm tiền, lợi dụng bằng Hồ Văn Cường để được nổi tiếng, như vậy là hoàn toàn sai, đúng không mọi người? Trong thời điểm mẹ con của mình thành đạt đấy, là được nhờ, nhưng chị Phi Nhung không nhờ, mà chị Phi Nhung gìn giữ cái số tiền đó để mai mốt Hồ Văn Cường lớn lên sẽ có một cái bản đạt, sẽ có một cái số vốn để có thể là ra để làm thành người và nuôi giúp chính gia đình bản thân của Hồ Văn Cường. Như vậy là một cái nghĩa cử quá cao đẹp. Bây giờ họ đổi trắng thành đen, họ nói rằng là chị Phi Nhung dùng số tiền của Hồ Văn Cường ăn trên thân xác của những đứa trẻ. Thì như vậy mọi người thấy không ạ? Lợi không chưa nhiều đường lắt léo, người ta áp đặt vào câu chuyện rất là nhiều để người ta hãm hại, đúng không? Đây rõ ràng là một câu chuyện nó quá rõ ràng như vậy. Không có được cha mẹ nào mà thấy con cái mình thành danh lại không mừng cả, đúng không? À, thì trong thời điểm hiện tại bây giờ, Cường sẽ được rất là nhiều người ta lao vô để người ta lợi dụng. Nói chung là đến làm ở mức độ lợi dụng á, tức là bên phía của ca sĩ Phi Nhung tạo dựng lên một cái cây, đến cái ngày ăn quả thì bắt đầu là sẽ có người lao vô để gọi như là cướp mất cái quả đó. Nhưng mà chị Phi Nhung bây giờ mất rồi, chị ấy cũng chả cần. Và bên phía quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung á, người ta, gia đình Phi Nhung á, người ta cũng không quan tâm đến Cường nữa, tại vì coi như là cắt đứt ân đoạn nghĩa tuyệt, không có liên quan gì nữa. Tại vì Cường sống không ra cái gì cả, đúng không ạ? Tại vì Cường là một đứa nhỏ. Nhưng mà chúng ta trách không trách nhiều Cường, nhưng mà trách là trách những cái người đứng sau giật dây để hỗ trợ giúp cho Hồ Văn Cường quay lại để đấu đá lại với chính những người mang công dưỡng dục ơn sinh thành của mình. Thì như vậy xã hội với dư luận hiện tại bây giờ người ta đang rất bức xúc và người ta sẽ lên tiếng về cái câu chuyện này. Thì có người ghét người thương và có người thực sự, có người giả dối. Nhưng trong câu chuyện này, khi chị Phi Nhung chưa nằm xuống, khi chị Phi Nhung chưa được an táng mà đã có người đứng lên để hỗ trợ, để muốn giành giật và soi mói chỉ bới, thì cái đó là những người người ta đang muốn hãm hại anh Cường, chứ không có thể nào mà thương yêu gì thằng Cường trong cái giai đoạn này cả, đúng không mọi người? Thì ngày hôm nay người ta sẽ cung cấp một cái thông tin chính cho mọi người. Thì đã có một tiếp tục một người nữa mong muốn Hồ Văn Cường ra khỏi nhà để về bên nhà của chị ấy để ở. Thì mọi người biết rằng là thằng Hồ Văn Cường á, là bên quản lý của ca sĩ Phi Nhung, người ta nói rồi muốn đi lúc nào thì đi, không phải là nhà của họ, cho nên họ không ép thằng Cường. Đấy, vợ chồng cha con nhà Cường á, mà muốn đi lúc nào thì đi, muốn ở lúc nào thì ở, tại vì cái đó là cái mong nguyện của chị Phi Nhung. Đấy, cho nên là họ đừng có áp đặt cho gia đình của ca sĩ Phi Nhung là đang ép Hồ Văn Cường phải ở lại. Tiền bạc người ta đưa rồi,
đúng không? Bây giờ tôi nói như thế này, đấy, nếu như mà không muốn xấu hổ, muốn này muốn kia thì nên đi đi, chứ ở trong đó làm gì nữa? Những cái hành động của mình làm đâu có tốt đâu mà đi ở nhờ ở đợi người ta, đúng không? Ở trong nhà người ta như vậy, được người ta kêu mang lo lắng như vậy mà đến khi phản chủ thì tốt nhất là lên đi đi. Người ta đang muốn mong đi càng sớm càng tốt đi kìa, đúng không ạ? Thì bây giờ có người hỗ trợ này, có cho một cái căn nhà rất là siêu nhà đây nè, giống như biệt thự villa này, đạt tiêu chuẩn nhất ở thành phố này. Thì như vậy á, bây giờ đi đi, tất cả cộng đồng mạng xã hội, những ai đang yêu mến ca sĩ Phi Nhung và tất cả những người trong và ngoài nước, người ta đang mong muốn gia đình Hồ Văn Cường đi khỏi nhà đi, đi khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung đi, để không còn liên hệ liên lụy gì đến ca sĩ Phi Nhung nữa hết. Càng ở đó thì càng gây cái tiếng xấu cho gia đình nhà của ca sĩ Phi Nhung, tại vì bên phía đối diện kia người ta đâu có tha cho đâu. Nói tất cả mọi người chứ, bên phía nhà gia đình Hồ Văn Cường, bên phía gia đình của ca sĩ Phi Nhung không muốn gia đình Hồ Văn Cường đi, và cũng không muốn chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cái người ngoài mà đang mang tính chất là bênh vực Hồ Văn Cường lại muốn gia đình Hồ Văn Cường đi, hoặc là muốn gia đình Hồ Văn Cường là phải đòi tiền này nọ. Tức là chỉ là những người ngoài thôi, còn chưa thấy gia đình Hồ Văn Cường rồi, cũng chưa thấy Hồ Văn Cường rồi, cho nên là chúng ta cũng không trách được Hồ Văn Cường. Nhưng mà những lời nói của thằng Hồ Văn Cường bộc phát từ chính một cái đứa trẻ mới lớn lên bồng bột ngô si thì mới phát ngôn ra những cái lời nói mà đánh động đến trong cái drama, trong cái giai đoạn nóng nhất, làm cho mẹ của mình và gia đình của mình bị ảnh hưởng. Thì đến bây giờ Cường nó sẽ hối hận, chắc cú nó sẽ có một cái sự hối hận, và chắc cú rằng nó biết được đâu là đúng đâu là sai. Một đứa 18 tuổi mà mọi người được nuôi ăn học, học đại học đàng hoàng, nó biết được công lao to lớn dưỡng dục của cha mẹ nó như thế nào. Nhưng càng gần gũi với lại những cái thế lực ở bên ngoài, càng gần gũi với lại những cái kẻ xấu, thì chắc cú sẽ nhận được những cái lời tiếng xấu và đâm vào trong đầu của mình, trong não bộ của mình, những cái suy nghĩ xấu sẽ đi theo con đường đen tối nha mọi người. Đấy, thì cái thông tin ngày hôm nay, ai là người đã bàn giao cho hứa sẽ nuôi dưỡng Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường thì là Hoa hậu Phương Lê nha mọi người. Thì chắc có khả năng là trong thời gian sắp tới, không biết là Hồ Văn Cường có chuyển đến hay không, nhưng mà rất là nhiều người đang yêu mến ca sĩ Phi Nhung mong Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường chuyển đi luôn đi, đến đâu cũng được, đến cái hợp đồng 2 tỷ kia, hay là đến ông đại gia hay bà đại gia, hay là đến cái chỗ nhà Hoa hậu Phương Lê này để mà ở đi, cho nó rảnh chuyện, cho nó hết chuyện, đúng không mọi người? Đấy, một hoa hậu cho Hồ Văn Cường mượn chung cư cao cấp 160m2 sau khi rời nhà Phi Nhung. Hiện cuộc sống của Hồ Văn Cường sau tuyên bố ra ở riêng được khán giả rất quan tâm. Sau khi Phi Nhung qua đời và tro cốt được đưa về Mỹ làm tang lễ, thì tại Việt Nam chiều ngày 11 tháng 10, Hồ Văn Cường và bố mẹ đã nhận toàn bộ tiền cắt xê suốt 5 năm đi hát, tiền thưởng lúc đăng quang từ quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Ngoài ra công ty cũng tặng thêm cho gia đình nam ca sĩ 500 triệu đồng như đúng lời hứa của mẹ nuôi trước đó. Giọng ca năm 2003 cũng tuyên bố tách khỏi công ty, tự lập ra sống riêng. Ở đây phải nhắc đến số tiền 500 triệu nha mọi người. 500 triệu thì đó, một cái đứa con thành đạt kiếm được tiền ấy, nhưng mà mẹ lại không lấy, mà cuối cùng mẹ lại cho thêm 500 triệu nữa ấy khi mà ra riêng. Thì mọi người thấy ở đây có phải rằng là ai là người đang giúp đỡ cho Hồ Văn Cường đến mức độ tuyệt đỉnh như vậy? Chỉ có chị Phi Nhung thôi, và chỉ có người trong gia đình người ta mới làm những cái tình tiết và những cái hành động như đẹp như vậy, đúng không ạ? Còn người ngoài làm gì có, ai cho, đúng không mọi người? Đó. Hiện cuộc sống của Hồ Văn Cường ra sao? Tuyên bố sẽ rời nhà mẹ nuôi được khán giả quan tâm. Theo một nguồn tin của chúng tôi, hiện gia đình giọng ca sinh năm 2003 vẫn chưa tìm được nơi ở mới, phải nhờ ở người quen tìm giúp. Trước đó một nhãn hàng tuyên bố muốn mời Hồ Văn Cường làm ảnh đại diện với mức C 10 tỷ đồng trong vòng 5 năm. Một nữ CEO ở Bình Dương cũng muốn tặng 1 tỷ đồng để gia đình Hồ Văn Cường tìm đến gặp bà. Mới đây, Hoa hậu quý bà Phương Lê tuyên bố cho quán quân thần tượng âm nhạc 2016 và bố mẹ mượn chung cư cao cấp 160m2 để sinh sống. Rất là nhiều những cái hợp đồng béo bở hả mọi người? Rất là nhiều luôn. Hồ Văn Cường, nếu con cần nhà để ở khi chưa mua nhà, cô có một căn hộ cao cấp 160m2, cô cho con và gia đình mượn ở. Đây là căn hộ của con gái lớn cô, được bố tặng khi em tròn 10 tuổi, và cũng là căn hộ cô đã ở 10 năm. Cô đã sửa lại mới nhưng chưa ở, vì nhà kỷ niệm nên cô không bán, không cho ai được. Cô biết giờ đây chỗ ở yên tĩnh quan trọng đối với con lắm, và mẹ con trên đời sẽ vui vẻ và yên tâm. Hãy nhắn tin cho cô nếu
Nếu muốn con nhé, cô không biết cách liên lạc nên cô phải viết trên Facebook. Phải cố gắng học để thành danh cho mẹ con Hạnh Diệt tự hào mỉm cười nơi thiên đàng con nhé. Hoa hậu Thương Lê chia sẻ. Hồ Văn Cường sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tiền Giang. Trước khi nổi tiếng, cậu đi hát đám cưới, tiệc tùng từ năm lớp 6 để kiếm tiền phụ với bố mẹ, thỏa đam mê ca hát. Dẫu đứng trên dàn sân khấu từ bé nhưng giọng ca 2003 vẫn vô cùng nhút nhát, ít nói. Sau khi giành quán quân thần tượng âm nhạc nhí năm 2016, Hồ Văn Cường được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi lo ăn học. Cậu cùng bố mẹ dọn lên thành phố sinh sống. Đó là những cái thông tin mà Hoa hậu Phương Lê nói rằng có cái căn nhà. Trước đó mà nhà chị Phi Nhung đang nuôi hai mấy người con mà chị đang sống thì không lên tiếng, thì bây giờ chị chết rồi lên tiếng để cho con của ca sĩ Phi Nhung đến ở. Công nhận lòng tốt cũng đặt đúng vị trí thiệt, không? Lòng tốt cũng đặt đúng thời điểm thiệt. Trong thời điểm này đặt như vậy là đúng này. Mai mốt sẽ lừng danh nổi tiếng và được nhiều người quan tâm, chắc có khả năng là sẽ rất là nhiều người cảm ơn đây. Đúng mọi người, rất là nhiều người cảm ơn những cái người mà đang đứng lên hỗ trợ cho Hồ Văn Cường đây. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ thì đây cũng chỉ là lợi dụng cơ hội. Lợi dụng cơ hội thôi, không có làm được cái gì đâu. Đúng mọi người, yêu thương gì? Yêu thương thì người ta đã tỏ vẻ ra những cái hành động hay là những cái cử chỉ thiết thực trước đó rồi. Chứ không đến thời điểm hiện tại bây giờ ca sĩ Phi Nhung qua đời rồi, thằng Hồ Văn Cường đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội thì dùng chính cái scandal này để gọi như là để tên tuổi của mình lên. Ở đây tôi không trách những người mà thực tâm, còn những người mà giả dối á, thì nên từ bỏ những cái tính cách đó đi, nên từ bỏ những cái ý định đó đi. Tại vì đến với một người mà đang bị xã hội xui khiến mà không biết lập trường, không biết giữ vững được cái bản thân ấy, từ từ rồi sau này lớn lên sẽ biết được cái hậu quả nó sẽ như thế nào. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng nên gọi như là có một cái gì đó du di cho Hồ Văn Cường. Tại vì nó cũng đang là một cái đứa mới lớn lên, mới có chập chững bước vào tuổi 18-20 thôi. Cho nên rằng là suy nghĩ cũng đang rất là nông cạn. Nhưng chúng ta trách là cũng mong làm sao cho những cái người đứng sau, như cha, mẹ, anh, chị, em, hoặc là những người mà đang đứng lên để lôi kéo cho Hồ Văn Cường, chỉ đạo cho Hồ Văn Cường thì phải chỉ ra cho cái đường đi nước bước của nó cho nó đúng đắn. Đừng để nó xa vào cạm bẫy mà cuộc đời của nó xuống dốc không phanh. Thì ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp những thông tin đó để gửi tới tất cả mọi người. Có điều gì sơ sót thì rất mong mọi người thông cảm bỏ qua. Mọi người cảm thấy hay, đúng thì like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Lực Tàng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip ạ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.